Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera và lại là mình đây. Khi mà nhắc đến DJI chắc hẳn là anh em sẽ nghĩ ngay đến một cái hãng công nghệ mà nổi tiếng với những cái đồ như là Flycam này hay là Mini Pocket đúng không nào? Thế nhưng mà một hãng công nghệ khi mà đã nổi tiếng rồi và có tiếng ở trên thị trường thì sẽ gặp phải rất nhiều những cái tai tiếng không hay. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái lầm tưởng không đúng về cái hãng DJI này. Và trước khi bắt đầu video thì mình xin nhấn mạnh các bạn rằng là đây là ý kiến cá nhân của mình, nó rất là khách quan chứ mình không nhận được đồng tiền nào đến từ DJI để có thể là làm cái video này cả. Nó rất là khách quan các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Cái lầm tưởng đầu tiên của mọi người đó chính là về những chiếc flycam. Mọi người thường nghĩ là flycam đến từ DJI thì nó sẽ có cái tính năng đó là tự động gửi những cái dữ liệu của flycam về cho DJI. Thế nhưng mà hoàn toàn không phải vậy. Flycam của DJI thì họ luôn có những cái hệ thống bảo mật rất là nghiêm ngặt. Vậy nên là những cái dữ liệu khi các bạn quay ở trên flycam hay là quay ở trên mini pocket thì nó sẽ hoàn toàn được bí mật và không thể nào mà để lộ ra ngoài được. Và minh chứng cho cái điều này thì khi mà chúng ta sử dụng flycam thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến internet để có thể bay flycam nữa. Thì cái điều này nó đã minh chứng cho cái việc rằng là cái dữ liệu nó chỉ ở trong chiếc flycam của chúng ta mà thôi, nó không thể gửi đi bất kỳ đâu được. Nó sẽ phần nào giúp cho các bạn yên tâm trong cái việc là dữ liệu của chúng ta nó sẽ không bị gửi đi bất kỳ đâu cả. Và chỉ trong cái trường hợp là các bạn đồng ý chia sẻ cái dữ liệu của mình cho người khác thì flycam mới có thể gửi được thôi. Và đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng những cái phiên bản như là Enterprise này hay là Government thì cái tính bảo mật của nó rất là cao và dữ liệu của bạn thì sẽ được chuyển về máy tính cá nhân chứ không bị chuyển đi bất kỳ đâu cả. Và cho bạn nào chưa biết thì Flycam cũng như là hệ thống phần mềm của DJI thì đã được xác minh an toàn bởi những cái công ty an ninh mạng của Mỹ rồi. Và cái điều mà các bạn hay hiểu nhầm thứ hai đó chính là dữ liệu khách hàng của DJI thì sẽ được chia sẻ với chính phủ. Và như mình đã nói ở trên thì DJI có một hệ thống bảo mật vô cùng là nghiêm ngặt. Và chỉ khi mà các bạn đồng ý chia sẻ cái dữ liệu của mình thì cái dữ liệu đó nó mới được chia sẻ mà thôi. Ngay cả khi mà chính phủ yêu cầu DJI cung cấp những cái thông tin của thiết bị người dùng thì DJI cũng không có những cái dữ liệu để có thể là chia sẻ cho chính phủ được. Giống như các công ty công nghệ toàn cầu khác thì DJI thường xuyên nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ chính phủ ở các nước ở trên thế giới. Tuy nhiên thì DJI yêu cầu chính phủ phải đưa ra những lý do chính đáng hoặc là yêu cầu pháp lý chính thức trước khi mà DJI cung cấp bất kỳ thông tin nào về khách hàng. Cam kết này sẽ được chứng minh trong cuộc điều tra về một trong những sự cố flycam quan trọng nhất ở trên thế giới. Vào năm 2017 thì flycam của DJI đã đâm vào máy bay trực thăng của quân đội Mỹ ở New York. Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ thì đã yêu cầu DJI cung cấp thông tin, tuy nhiên thì DJI không có dữ liệu để cung cấp. Cái thông tin tiếp theo mà nhiều người hay hiểu nhầm đó chính là DJI là một công ty được tài trợ bởi chính phủ. Thì mình xin đính chính với các bạn rằng là DJI là một công ty tư nhân và họ không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào từ chính phủ hết. Được thành lập vào năm 2006 bởi Frank Wang, công ty được thành lập trong thời gian ông theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Công ty hiện có trụ sở tại Thẩm Quyến và DJI được quản lý và điều hành bởi Frank Wang và các đồng nghiệp sáng lập của ông. Bên cạnh đó thì công ty không nhận bất kỳ khoản đầu tư nào của chính phủ Trung Quốc, nhưng mà các công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công ty này. Và một cái lầm tưởng tiếp theo về DJI mà mọi người thường hay nghĩ đó chính là DJI đánh cắp công nghệ của những công ty khác. Thì trên thực tế ra thì DJI là một công ty mà đã phát triển những cái tính năng của Flycam vô cùng là tân tiến. Và họ cũng đã đưa ra những cái sản phẩm mà có những công nghệ rất là mới mẻ như là quay trở lại vị trí ban đầu này hay là tránh các chướng ngại vật. Và DJI thì có một đội ngũ kỹ sư rất là lành nghề và họ luôn biết cách để có thể là duy trì cái sự phát triển công nghệ của mình. Bên cạnh đó thì tại Mỹ DJI đã có 500 bằng sáng chế về những cái công nghệ tiên phong cho những cái sản phẩm flycam tại Mỹ rồi. Thế nên là chúng ta không thể nào nói rằng là DJI đánh cắp công nghệ hay là đánh cắp chất xám của những công ty khác được. Và cái thông tin cuối cùng mà mọi người thường nghĩ sai lầm về DJI đó chính là công ty này đã bán phá giá sản phẩm của mình để có thể thành công tại Mỹ. Với những cái hãng công nghệ của Trung Quốc thì thường gặp một cái tiếng đó chính là bán phá giá sản phẩm của mình để có thể thành công. Bởi vì là những cái sản phẩm của họ đưa ra thì nó luôn tốt và có giá thành rất là cạnh tranh. Nhưng mà DJI lại hoàn toàn khác. Họ luôn cung cấp những gì mà khách hàng muốn. Họ mang đến cho khách hàng những công nghệ sáng tạo và giá cả lại rất là cạnh tranh. Và trên thực tế thì các nhà quan sát thị trường lâu năm tại Mỹ thì đã có nhận định rằng DJI chưa bao giờ cho ra một sản phẩm giá rẻ cả, mà họ chỉ đưa ra những sản phẩm chất lượng với giá cả vô cùng cạnh tranh.
Thế cho nên là chúng ta hoàn toàn không thể nói rằng DJI đã bán phá giá để có thể thành công tại thị trường Mỹ. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn những cái quan niệm sai lầm về cái hãng DJI này. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào các bạn.